Vâng, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay tôi rất vui mừng và vinh dự khi mà được tham quan một trong số các nhà máy ô tô Trường Giang Đông Phong. Nhà máy Trường Giang ô tô Đông Phong thì là một cái cơ sở mà từ trước đến giờ nó đã lắp ráp rất nhiều các cái xe tải hạng trung, hạng nhẹ có tiếng trên toàn quốc từ trước đến giờ. Và ngày hôm nay tôi rất vinh dự được gọi là đột nhập nhà máy để khám phá một vài sản phẩm mới, cũng như là xem lại những cái sản phẩm cũ mà nhà máy Trường Giang Đông Phong vẫn còn, là những cái sản phẩm xe tải, ben, máy cơ và những sản phẩm xe hai cầu mới, một số sản phẩm nữa. Tôi đang đứng ở trong một cái khuôn viên, ở đây thì nó là một phần thôi. Trong này thì là những cái xe mà nó đã đang hoàn thiện dở và cho ở đây. Ngoài đây thì là các bạn có thể nhìn thấy tất cả các loại cầu, rất nhiều cầu ở đây. Đó, đây chỉ một phần thôi nhá, đây là một phần của nhà máy Trường Giang ô tô Đông Phong thôi. Và bên này thì nó có rất nhiều các xe mà nó đang dở dang. Những sản phẩm máy cơ đời 2016, 2017 vẫn còn sót lại, vẫn còn rất nhiều xe. Vì nhà máy phải tháo hết tất cả lốp ra để cho đỡ hỏng lốp. Vì thế các bạn có thể nhìn thấy trơ bộ cầu và trơ ra cái hệ thống khung gầm bệ của nó. Đây, đây là cầu dầu Trường Giang. Con này là con, không nhầm thì là con 7 tấn 7 phao. Đó. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau đi vào trong để xem một số các sản phẩm mới, cũng như là những cái sản phẩm cũ đời 2017 khi mà nhà máy cải xét lên rồi nhá. Nó đẹp như nào. Mời các bạn. Đây là một số các cái sản phẩm mà nhà máy đã đưa ra ngoài đây. Sản phẩm mới cũng như sản phẩm mà nhà máy đã cassette rồi. Đây, ví dụ như con này. Con này là con 3 tấn 49 mới. 3 tấn 49 máy điện mới nhá. Màu xanh bộ đội. Màu xanh bộ đội là một trong số những cái màu mà đặc trưng của nhà máy tôi Trường Giang. Các dòng sản phẩm khác như Hoa Mai, Chiến Thắng, TMT nó không có cái màu này. Chỉ có Trường Giang có cái màu xanh bộ đội này. Và cái màu xanh bộ đội này là một trong số những cái màu rất hot. Rất hot. Nó mang lại một cái vẻ đẹp khỏe khoắn, rất khỏe mà cũng rất bền màu. Đây là Trường Giang 3-49 nhá. Đây là những cái xe mà đã hoàn thiện rồi để đưa ngoài chuẩn bị xuất về đại lý cũng như xuất đến tay các khách hàng. Đây này, còn chưa có tem cả lốp đây này. Đó, xe hoàn thiện rồi nhà máy. À đây, đây tôi đây thì giới thiệu đến tất cả các bạn một cái sản phẩm này, là sản phẩm mới của nhà máy tôi Trường Giang này. Xe tải thùng 8 tấn 2 cầu. Tải thùng 8 tấn 2 cầu dầu. Với kích thước thùng của nó thì được là 6,5 m chiều dài. Vì nó là 2 cầu cho nên là cái thùng của nó không cần phải dài như là cái xe 1 cầu đâu. Xe 1 cầu 8 tấn thì nó từ 7 m đến khoảng độ hơn 8 m. Có thể là những có xe lên đến hơn 9 m cơ. Nhưng cái xe 2 cầu thì nó không cần phải dài. Vì đặc chủng của xe cầu là đi những đoạn đường khó, đường dốc, đường núi. Và xe này chúng tôi bán rất nhiều về các vùng miền Trung, từ trong Quảng Trị hất ra, hất vào, chuyên chạy gỗ ở trong rừng ra. Hai cầu như hai cầu dầu nhá, hai cầu dầu. Và nó được phối bộ lên cái cabin giống như là cabin của xe ben. Một cabin mới, rất đẹp, rất hiện đại. Cabin dùng chung với cả xe ben 8 tấn 2 cầu dầu. Các bạn nhìn ở đây nó, cái thùng nó hơi cao. Là vì ở đây là nhà máy mới đang là gác cái thùng lên thôi, chứ chưa bắt quang nhíp, chưa làm hoàn thiện. Đó. Vì thế các bạn nhìn hơi cao. Cộng với nó là mình ở đây mình chưa có bảo hiểm cũng như là chắn bùn. Cho nên là nhìn nó rất cao đúng không ạ? Nhưng ở đây thì bạn có thể nhìn thấy là cái hệ thống thống sassi của nó cực tốt này. Hệ thống sassi rất tốt này. Đó. Rồi, chúng ta đi vào trong này. Còn rất nhiều cái nữa để chúng ta có thể xem đấy ạ. Trong cái phân khúc mà xe tải thùng 2 cầu thời điểm giờ thì nhà máy Trường Giang đưa ra là hai sản phẩm mới. Một là sản phẩm 8 tấn 2 cầu dầu kia. Và đây nữa, đây là cái xe cũng là 2 cầu dầu, cũng là tải thùng, nhưng mà nó chỉ có 6 tấn 8 thôi. Vẫn là 2 cầu dầu nhá. Hệ thống gầm bệ thì nó giữ nguyên của con 8 tấn.
nhưng máy nó nhỏ hơn một chút và lốp nhỏ hơn. Con này nó chỉ dùng cái cỡ lốp 1000 thôi. 8 tấn kia thì dùng cái cỡ lốp là 1100. Đó. Con này thì thùng của nó chỉ có 5,5 m thôi. Ngắn hơn con kia 1 m. Con kia 6,5 m, con này 5,5 m. 6 tấn 8. Xe tải thùng, 2 cầu dầu. Các bác mời đi chạy gỗ thì chạy đường rừng ra thì gặp cái con này thì cực kỳ là hợp lý. Rất là hợp lý luôn. Cái cabin của nó thì vẫn được dùng cái cabin, cái loại cabin kép mà của xe 8 tấn. Đấy. Còn đây thì là cái xe đời 2017, nhà máy đã cassette rồi. Con này là, để xem nào. Con này là con 6 máy. À không, con này con 4 máy. Con này con 4 máy, con 8 tấn 4. Dùng cabin mặt quỷ. Nó giống như con 7 tấn 8 cầu dầu nhưng mà nó lại cầu lắp. Con này là 8 tấn 4 thôi. Đây là các bạn có thể nhìn thấy từ đời 2016-2017 nhưng mà nhà máy cassette rồi, đâm ra là nhìn rất đẹp. Tất cả nước sơn từ thùng thành, không có một chỗ nào han gì này. Đó. Tiếp theo là những con xe đời 2017 nhà máy cassette rồi. Vì chưa xuất ra đâm ra là lốp vẫn chưa lắp vào hết này. Các bạn để nhìn thấy này. Nguyên cái máy ở nó. Đây vẫn là con 3-49. Xe bộ đội. Đây vẫn là con 6 tấn 8 tải thùng 2 cầu dầu. Và đây là con 8 con phao 7 tấn 7. Phao 7 tấn 7 một cầu, 6 máy, cầu dầu. Men đầu. Các bạn có nên nhìn thấy mặt quỷ không ạ? Đó. Con này vẫn là con 8 tấn 4 cầu lắp. Nó có một cái phân khúc nữa, cũng loại mặt quỷ này nó giống như là TMT mặt quỷ ngày xưa, có loại 8 tấn ấy. Nó có tải trọng là 7 tấn 8 cầu dầu, 6 máy. Cabin dùng chung với cả con 8 tấn 4 này. À, chúng ta đi sâu vào trong, rất nhiều sản phẩm đấy ạ. Rất nhiều. Đây. Đây là con xe ben 2 cầu. Màu xanh tím. Với tải trọng là 8 tấn. Xe tải 2 cầu tải trọng 8 tấn. Các bạn vào đây có thể nhìn thấy là con này là bỏ đây chưa hoàn thiện. Vì thế từ kính lái rồi một vài chi tiết nữa nó vẫn chưa hoàn thiện. Đó. Rất nhiều. Rất nhiều sản phẩm. Trường Giang thì trước giờ thì luôn luôn mạnh về trong cái phân khúc mà xe tải ben, xe tải thùng, tải trung và tải nhẹ. Tải nhẹ thì tức là dưới 3 tấn và tải trung là từ 3 tấn cho đến hơn 8 tấn. Đó, thì Trường Giang nó là một trong số các nhà máy mà lắp ráp ô tô là cực mạnh về các sản phẩm này. Đấy, con này là con 6 tấn 9 này. Xe tải ben 2 cầu dầu 6 tấn 9 này, màu vàng rất đẹp này. Rồi Trường Giang, Phô Tông đầy đủ hết. Đó. Ở trong kia thì là các kho phụ tùng nữa. Và các xe chưa thành phẩm ở trong này. Rồi, đây chỉ là một cái phần nho nhỏ của nhà máy tôi Trường Giang thôi. Một lát nữa chúng ta cùng nhau khám phá xem nhà máy Trường Giang còn những cái gì nữa nhá. Thì một lát nữa chúng ta ra bãi sau nữa. Và chúng ta tiếp tục tham quan một phần của nhà máy nữa. Cái phần ở bên này thì nó là một trong số kho bãi mà để những cái xe hàng tồn, xe máy cơ mà bây giờ chỉ có nhà máy ô tô Trường Giang còn thôi. À, chúng ta cùng nhau đi vào đây. Trong này thì là các dòng xe máy cơ trong phân khúc từ hơn 7 tấn đến hơn 8 tấn. Có loại một cầu, 4 máy, 6 máy, cầu lắp, cầu dầu đều có đủ. Tất cả các xe trong này, chỉ nó là một phần thôi nhá. Các bạn cùng vào đây cùng xem với cả chúng tôi. Đây ạ, các bạn đã nhìn thấy chưa ạ? Rất nhiều đúng không ạ? Tôi làm nghề xe, khi mà tôi mà nhìn thấy rất nhiều xe là tôi đã thích rồi. Giống như các bác tài cũng vậy. Các bác tài khi mà đã chạy xe thâm liên, mà đã yêu ngành, yêu nghề, yêu xe, thì chỉ cần nhìn thấy xe thôi là đã thấy thích rồi. Và tôi cũng vậy. Tôi nhìn thấy nhiều xe là tôi thích lắm. Ngay lập tức tôi muốn giới thiệu đến tất cả các bạn.
Trong đây là tất cả một trong đây là một trong số những dòng sản phẩm máy cơ của nhà máy Tô Trường Giang còn lại nhá. Tôi xin nhấn lại là chỉ còn ô tô Trường Giang còn thôi. Và cái số lượng nó cũng không còn nhiều đâu. Các bạn hãy nhanh chân lên, muốn sử dụng cái xe ben máy cơ thì hãy liên hệ với chúng tôi, đáp ứng tất cả các bạn. Đây là những cái xe mà chưa được KCS, chưa được KCS nhá. Chúng ta nhìn nó có vẻ như là hơi cũ kỹ đúng không ạ? Nhưng mà không hề ảnh hưởng gì cả. Khi mà đến tay khách hàng, nhà máy Tô Trường Giang sẽ KCS lại cho các bạn là từ đầu đến cuối luôn, từ A đến Z luôn. Từ tất cả các lớp sơn, từ cabin, nội thất, thùng thành hay là tất cả những cái đường hơi, đường tiêu, rồi là động cơ. Ngon lành, cành đào khi đến tay các bạn về chỉ được chạy thôi. Và chế độ bảo hành bảo dưỡng thì vẫn như thế nhá. Vẫn là cái xe mới vẫn được bảo hành như bình thường. Như bình thường, khi bạn bắt đầu là đăng ký ra tên thì bắt đầu kích hoạt cái chế độ bảo hành như mới luôn. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Nhà máy đã tháo hết tất cả các lốp ra. Vì các bạn khi mà nhận xe thì các bạn cứ kêu là lốp lẻ lốp cũ, vì thế nhà máy tháo hết lốp ra, không để lốp lại nữa. Chỉ trơ nguyên các hệ thống cầu thôi, gầm bệ thôi. Thùng cũng rất nhiều xe chưa các thùng lên, vẫn để nguyên chiếc chassis. Đó. Những con này trông thế thôi, nhưng mà khi mà xuất ra đến tay khách hàng vào nhà máy Tô Trường Giang thì sẽ đẹp như mới luôn. Đó. Rất nhiều xe đúng không ạ? Và đằng kia thì là một trong số những cái xưởng để trước khi mà ra đến tay khách hàng kiểm tra lại lần cuối ở bên này. Trước khi đến tay khách hàng, trước khi mà về đại lý thì kiểm tra lần cuối, kiểm tra lại một lần nữa từ đầu đến cuối. Để các bạn nhận xe về được chạy thôi. Ở bên này nó là cái xưởng. Đây. Trong kia thì đã kiểm tra rất kỹ rồi, lắp ráp lên cassette lại hết rồi, nhưng mà trước khi ra ở đây vẫn phải kiểm tra đến cuối nữa, yên tâm chưa? Các bạn mà muốn có nhu cầu tìm hiểu tất cả các dòng xe của Trường Giang, hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng tư vấn đến tất cả các bạn 24/7, kể cả ngày lễ thứ bảy và chủ nhật. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tới.